Diego Zion. Ya, yeah. Oh, Happy Noob. Here online. Okay, Happy Noob here. Good. Let me change title. Live stream. Play control, okay, next game. Happy Noob. Give me a like, share video. Thank you. Like, share video. Give me a like. Okay, the last guy, Maximus. Earthquake, maybe. Earthquake. So, I think. 50%, no, 60% Happy Duke win. Tornado. Yes, be free for a video of from Happy Duke, yeah, of course. So I think we'll upload tomorrow. I will catch video for a gameplay from my live stream here, right here, right now. And happy new video coming. Make video highlight. Việt Nam à? Mấy ông Việt Nam đã chụp đây. Rồi, con này tôi click rồi. Tornado. Tornado, yeah. Good. Chuẩn luôn, đánh quá hay, phá một turn để quay lại thủ công luôn. Chắc chắn là phải dùng Tornado trong turn đấy để có thể giết được Master. Music Master, he doesn't play Grand Ryan. Ok, come back, be happy noob. Fuko. Wow, great matchup. It's long time Music Master, he doesn't play Grand Ryan. You know, so of course, he's not in any CIL team. Wow, Rocket Cycle. So good. When I say one thing, I'm big fan of Wilbur. Yo! Thank you so much. Yeah, it gives us overpower. Yeah, this season, so of course, you should know in meta deck everywhere. Sometimes they use it using the Deca Tornado, and it gives you the Vanti Balloon. The hell? Rocket Cycle. And so right now he puts the equation here. Yeah. Hey, no. No, not it. And the last rocket. Yeah. This is crazy when he's facing Happy Duke.
con Zip Zip Alistair. Có một cái điều là khi mà Executioner đối mặt với lại Wick và đối mặt với lại Rascal thì thấy đấy là Rascal Executioner hơi bị tù, bởi vì là cái con nếu mà đánh khoảng cách dưới 4 đô thì gần như là không bị đánh. I want to see Happy Loop vs Pro Hawk Cycle here. Yeah. Me too. Happy Loop vs Jason. Happy Loop vs Lucas Gamer. Alaska thì Zion. Zap lock. Wow. Three spell hit kill Kushner. It's crazy. Bad idea. So bad, bad, so bad, 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 bad. Ba spell để có thể giết được Executioner lại Tornado coming. Nice. Nice. GG. Top. No. Let's put one key here. Vaporize. Rocket coming. Yeah, and the last. Woo. Easy. And this is an Executioner overpower. Okay, happy noob. Xem bên hải không được thấp lắm. Về một tốt xem tí. Okay, right now again. Trời ơi, mình chưa bao giờ mình chơi những game kiểu đấy. Mình chỉ chơi game bắn súng hoặc là game nó rồi. Chưa bao giờ mình chơi game kiểu đi cày đơn thủ tộc. Những game của ngày xưa là Vina Game mình chưa chả bao giờ chơi, bởi vì là một thời gian. Hello, Huy Hammer, Hammer. Thơm mệt, thơm mệt. Kèo này cũng khá là khó đánh bởi vì là ui mà đặt con đi kia, đặt con kia chuẩn phết nhở. Mình nghĩ là con đi con con kia sắp bị con ban diễn sẽ bắn vào trụ nhưng mà không. Thank you Snow, không vào đến không chạm đến trời ạ. À. Thank you Snow không chạm đến Con Electro. Dạo này đọc tên còn hơi bị ngọng. Vì vậy là phải nói là khi mà mình gặp những cái deck kiểu này thì rất là khó. Executioner rất là khó đánh. Đặt gần thì không được, còn là xa thì không tới. Far on my way, rocket. Good idea when he uses rocket. One hit, nice. Lock.
the lock. Mới. Rocket fail. Cho. Wow. Defend tốt đi chưa? Vâng, các anh em chưa bao giờ lần đầu tiên đánh tay của anh Dali bằng sau được khoảng mấy năm mới quay lại với kênh Dali. Dali dọn lại mình bây giờ quản lý kênh của anh Dali rồi. Luôn cả năm mới vào xem kênh của anh Dali một lần. Một defense cực kỳ tốt, một công bằng mình chưa bao giờ mình thấy làm được điều đấy. Mà giờ defense tiếp quá. Ôi, có mắt không làm anh. Vì 6 máu thì không thể rocket được rồi. Có một hit không? Nice! Một hit của Ekushimer thôi. Một hit của Ekushimer thôi. Hay. Hay quá. Đánh phê tận hóc. Reservers. Yeah, he insane with his back. Yeah. Happy New Year, God of Hot Nando. Okay, right now, Igbo again. How to win? How to defend? Rocket coming. Good. Hello Diego, happy like share video. Thank you so much. Like share video. Kushner tuyệt vời. À, chuẩn bài quá. Mình thấy Kushner toàn bị đẩy vào phía bên kia. Ôi, fire. Wait. Holy shit, bro. Fireball cycle. Nice. Đấy, bắt họ ra cái làn. Một cái đứa điên rồi. Ui, Fireball Cycle, are you kidding me, man? Fireball cycle. It's a crazy idea. Ooh, nice. Mẹ nó vẫn còn một hit nữa. Oh,
đi. Ai phi vô cực. Crazy.